Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Việt GS 1040. Đây là một thế giới ngày nay bao gồm những sự kiện, những tin tức và những câu chuyện liên quan đến tình hình thế giới tổng hợp trong 2 ngày 3 và 4 ngày của tháng 9. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một số những cái sự kiện và tin tức thế giới nóng bỏng như sau. Thứ nhất, bản tin thứ nhất đó là tin COVID-19 toàn cầu. Bản tin thứ hai, vị trí Trung Quốc đặt tên lửa phòng không răng đe Ấn Độ ở biên giới bị lộ vì ảnh vệ tinh. Bản tin thứ ba, có bằng chứng không chối cãi rằng chính trị Nga đối lập đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Bản tin thứ tư, con tàu chở gần 6.000 gia súc đã mất tích ngoài khơi Nhật Bản. Bản tin thứ 5, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao Trung Quốc phải xin phép trước khi tới thăm các trường đại học. Bản tin thứ 6, nữ diễn viên quyến rũ người Thái Lan hứng bão chỉ trích vì có hành vi kỳ dị với con hổ. Bản tin thứ 7, Thụy Điển trữ khẩu trang và đối phó vất vả với COVID-19. Bản tin thứ 8, Hàn Quốc đang vật lộn kiểm soát làn sóng COVID-19 thứ 2 bùng phát mãnh liệt. Sau đây là chi tiết toàn thể các bản tin. Bản tin thứ nhất, tình hình COVID-19 toàn cầu. Trong 24 giờ qua, toàn cầu chứng kiến sự tăng vọt trở lại các ca nhiễm bệnh với 280.839 trường hợp mắc bệnh mới được ghi nhận, trong đó có 6.197 ca đã tử vong. Tại châu Mỹ, tổng số bệnh nhân là 13.927.544 ca, trong đó có 481.251 người không qua khỏi. Mỹ là vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực và trên thế giới với 189.928 trường hợp tử vong trên tổng số 6.296.939 ca nhiễm. Đặc biệt, kể từ khi COVID-19 bùng phát đến nay, đến hết ngày 27 tháng 8, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 476.000 trường hợp trẻ em mắc bệnh. Theo báo cáo cập nhật của Học viện Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi của Mỹ, trẻ em chiếm 9.5% tổng số ca mắc bệnh. Tỷ lệ mắc là 631 ca trên 100.000 trẻ em. Kể từ ngày 13 tháng 8, ghi nhận 70.330 ca mắc mới là trẻ em, tăng 17% trong 2 tuần. Trong 24 giờ qua, Brazil đã ghi nhận số ca nhiễm và tử vong tăng cao trở lại với 1.218 trường hợp thiệt mạng, trong tổng số 48.632 ca mắc bệnh mới được ghi nhận. Cho đến nay, số ca nhiễm 19 ở Brazil đã vượt cột mốc 4 triệu lên tới 4.1422 ca nhiễm bệnh, trong đó có 123.899 người không qua khỏi. Tại châu Á, ghi nhận tổng cộng 7.297.325 triệu ca mắc, trong đó có 145.652 ca tử vong. Ấn Độ là vùng dịch lớn nhất khu vực và cao nhất thế giới với 3.848.968 người nhiễm. Trong một tháng qua, Ấn Độ ghi nhận liên tục số ca mắc COVID-19 tăng cao trong ngày, thường duy trì ở mức trên 60.000 ca mỗi ngày. Trong khi đó, ca tử vong của Ấn Độ đã lên tới 67.486 trường hợp, cao đứng thứ 3 toàn cầu. Hàn Quốc đã thông báo tổng cộng có 20.449 ca mắc, tăng 253 ca so với ngày trước. 14 ca trong đó là trường hợp nhập cảnh, tổng số ca tử vong đến nay là 326 ca. Tình hình tại châu Âu, tổng số bệnh nhân là 3.646.225 trường hợp, trong đó có 208.565 trường hợp. Trong khi đó, Nga là vùng dịch lớn nhất châu Âu, ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 vượt cột mốc 1 triệu lên 1.005.000, trong đó có 17.417 ca tử vong. Bản tin đặc biệt thứ hai, vị trí Trung Quốc đặt tên lửa phòng không để răn đe Trung Quốc ở biên giới bị lộ vì ảnh vệ tinh. Khi sử dụng những hình ảnh vệ tinh được công khai, các nhà quan sát đã phát hiện hai vị trí mới mà Trung Quốc đặt tổ hợp tên lửa phòng không SAM, cách không xa nơi xảy ra cuộc đụng độ biên giới Trung Ấn. Vị trí này được xác định tại thung lũng Chombi ở Tây Tạng, cách không xa nơi xảy ra cuộc đụng độ biên giới năm 2017 và 2020.
Các bức ảnh vệ tinh cho thấy hai công trình hình vuông được bao quanh bởi các bức tường. Mỗi công trình có một vị trí hình tròn chứa một hình trụ dài duy nhất giống như tên lửa. Các nhà phân tích của chính phủ Mỹ nói trên Fox rằng Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng hai cơ sở tên lửa trên từ năm 2019. Hai cơ sở này vẫn chưa xây dựng xong và rất có thể là nơi Trung Quốc đặt tên lửa phòng không HQ-9, phiên bản nội địa có sức mạnh tương đương tên lửa S-300 của Nga. Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc muốn mở rộng mạng lưới phòng không bảo vệ khí tài quân sự ở vùng Tây Tạng. Theo chuyên gia Lee dự đoán, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ còn xây dựng thêm vài tên lửa nữa nằm sát biên giới với Ấn Độ trong bối cảnh quan hệ Trung-Ấn ngày càng căng thẳng. Mạng lưới tên lửa phòng không của Trung Quốc dày đặc đặt ra thách thức không nhỏ đối với quân đội Trung Quốc. Nếu như cuộc đụng độ giữa binh sĩ hai bên tiếp tục diễn ra, các chiến đấu cơ Ấn Độ sẽ đóng vai trò răn đe quan trọng. Nhưng mạng lưới phòng không của Trung Quốc sẽ khiến các nhiệm vụ chiến đấu của các máy bay Ấn Độ sẽ gặp khó khăn nhiều hơn. Theo các chuyên gia là như vậy. Bản tin đặc biệt thứ ba có bằng chứng không thể chối cãi rằng chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Chính phủ Đức vừa lên án vụ đầu độc chính trị gia người Nga Alexei và yêu cầu phía Nga giải thích. Với bằng chứng này rõ ràng nạn nhân Alexei là nạn nhân của một tội ác. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói có người muốn ông ấy im lặng vĩnh viễn và tôi lên án vụ đầu độc này. Phương Tây ngay lập tức có phản ứng sau tuyên bố của Đức. Ngoại trưởng Anh Dmytro yêu cầu Nga nói sự thật về vụ đầu độc. Không thể chấp nhận được khi chính trị gia đối lập Nga bị đầu độc cùng với một loại chất độc từng đầu độc cụ điệp viên Nga ở Anh năm 2018. Ông này nói thêm như vậy. Đức tuyên bố sẽ đưa vấn đề ra thảo luận với các đối tác ở châu Âu và Liên minh NATO để có động thái đáp trả phù hợp. Đại sứ Nga tại Berlin cũng bị triệu tập để nghe chính phủ Đức thông báo kết quả. Được biết theo New York Times, thì cái chất độc Novichok là một chất độc thần kinh mạnh được phát triển ở Nga những năm 1970 và 1990. Nó có thể tồn tại dưới dạng lỏng, bột mịn hoặc bình xịt. Novichok có nghĩa là người mới trong tiếng Nga. Reuters dẫn lời của một giáo sư dược học là Gary Chiffin của Đại học Reading Anh cho biết chất độc này làm tim đập chậm, ức chế hệ hô hấp và dẫn đến tử vong do ngạt thở. Nó có khả năng gây tử vong cao gấp từ 5 đến 10 lần so với chất độc VX hay sarin. Bệnh nhân sẽ khởi phát triệu chứng chừng 30 giây đến 2 phút sau khi hít phải chất độc này. Bản tin đặc biệt thứ tư, một con tàu chở gần 6.000 gia súc đã mất tích ngoài khơi Nhật Bản. Lực lượng thuyền viên Nhật đang tìm kiếm một con tàu đã chở theo hàng chục thuyền viên và hàng nghìn gia súc bị mất tích. Tín hiệu cấp cứu được phát đi trong cơn bão Maysat đổ bộ. Cơn bão, con tàu này có tên là Gochai Tokwan, được đăng ký tại Panama và gửi đi tín hiệu cứu nạn từ biển qua đông phía tây quần đảo Amami Oshima ở tây nam Nhật Bản. Tàu được cho rằng có 43 thủy thủ và gồm 39 người Philippines, 2 người New Zealand và ít nhất 1 người Úc. Mưa lớn và gió mạnh do ảnh hưởng từ bão này đã cản trở sự nỗ lực cứu hộ. Theo bản tin được đưa ra thì lực lượng tuần duyên Nhật đã phát hiện một người mặc áo phao trôi dạt trên biển và một vật thể giống như chiếc thuyền cứu hộ trong quá trình tìm kiếm con tàu. Bản tin đặc biệt thứ 5, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao Trung Quốc phải xin phép trước khi thăm các cơ sở đại học. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2 tháng 9 cho biết nhân viên ngoại giao Trung Quốc sẽ phải xin phép cơ quan này trước khi tới thăm các trường đại học ở Mỹ. Bên cạnh đó, các phái bộ và nhân viên ngoại giao Trung Quốc cũng phải xin phép trước khi tổ chức các sự kiện văn hóa có thể tham gia hơn 50 người bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện của Bắc Kinh ở Mỹ. Mặt khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo đảm xác định chính xác tài khoản trên các mạng xã hội của Đại sứ quán và Lãnh sứ quán Trung Quốc. Có tin nói rằng biện pháp hạn chế mới được Bộ Ngoại giao đưa ra là đòn đáp trả việc Bắc Kinh ngăn cản hoạt động của nhân viên ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc. Nhân viên ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc thường xuyên bị cản trở khi thi hành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ luôn đấu tranh để sự đối xử công bằng đối với nhân viên ngoại giao của mình ở nước ngoài. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã viết trên Twitter cá nhân hôm 2 tháng 9 như vậy. Bản tin đặc biệt thứ 6, nữ diễn viên quyến rũ người Thái Lan đã hứng bão chỉ trích vì hành vi kỳ dị với hổ.
Sự việc xảy ra khi cô Warachaya Akarachayaba, nữ diễn viên người Thái tham gia vườn cái vườn thú Vương Quốc Hổ ở thành phố Chiang Mai, Thái Lan. Cô này được cho là đã chụp ảnh gần một con hổ và trong lúc ghi hình với chúa Sơn Lâm, nữ diễn viên bất ngờ chụp lấy tinh hoàng của con hổ và tỏ ra thích thú. Sau khi hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội và nữ diễn viên này đã hứng nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng và dư luận rằng cô đang cố tình xâm hại con hổ. Một số người cáo buộc nhân viên sở thú đã tiêm thuốc an thần liều cao cho con hổ để cô này có thể thoải mái sờ tinh hoàng của nó. Đây là một điều mà con hổ không đáng phải chịu. Thật là thô lỗ, một con hổ bị có thích bị chạm vào nơi nhạy cảm như vậy không? Cô ta không có quyền làm như vậy. Một cư dân mạng đã bình luận như thế. Mặc dù cô này phân trần rằng cô là một người rất yêu động vật và không hề có ý muốn làm hại chú hổ, nhưng xem ra cơn bão chỉ trích của dư luận ngày càng mạnh mẽ hơn. Bản tin đặc biệt thứ bảy, Thụy Điển trữ khẩu trang và đối phó vất vả với Covid-19. Không giống như hầu hết các nước châu Âu khác, Thụy Điển vẫn cho phép nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, trường học mở cửa và không khuyến khích sử dụng khẩu trang. Một điều trái ngược với những nước láng giềng như Đan Mạch, Na Uy hay Phần Lan. Tuy nhiên, hao tuần sau khi cơ quan y tế công cộng đồng nói họ có thể công bố những khuyến nghị mới, người dân Thụy Điển dường như bắt đầu tích trữ khẩu trang. Doanh số bán khẩu trang tại một số nhà thuốc đã tăng vọt. Cụ thể là ở nhà thuốc trực tuyến Apotekit đã tăng tới 400.000 chiếc trên tuần trong 2-3 tuần qua. Trước đó, doanh số chỉ vào khoảng 150 chiếc một tuần. Người phát ngôn viên của hiệu thuốc tiết lộ doanh số bán khẩu trang của họ cũng tăng lên 30% trong thời gian trên, đến mức doanh số hàng tuần tương đương với doanh số cả năm. Đến nay, Thụy Điển vẫn bác bỏ việc khuyến nghị hay bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Nhà virus hàng đầu của Thụy Điển nói khẩu trang không có nhiều hiệu quả được chứng minh và có thể dẫn đến cảm giác an toàn sai lầm với người đeo. Tuy nhiên, cuộc họp báo ngày 18 tháng 8, Tổng giám đốc FHM Carson nói có thể có những trường hợp cần khuyến nghị đeo khẩu trang, ví dụ như khi đi bệnh viện hay sử dụng các phương tiện công cộng. Bản tin đặc biệt thứ 8, Hàn Quốc đang vật lộn với việc kiểm soát làn sóng Covid-19 thứ hai đang bùng phát mạnh liệt. Hàn Quốc hiện nay đang vật lộn với một làn sóng Covid-19 thứ hai đang bùng phát từ thủ đô Seoul. Và chiến lược K1 Runtime từng là niềm tự hào của họ dường như không còn hiệu quả như trước. Thêm vào đó, một bộ phận các bác sĩ trẻ đang chỉ trích Tổng thống Moon Jae-in. Họ đã đình công và phản đối chương trình cải cách y tế của Tổng thống. Trước đây, dù không đóng cửa biên giới, Hàn Quốc vẫn thành công ngăn chặn đợt bùng dịch và duy trì hoạt động kinh tế. Đây được coi là một hình mẫu chống Covid-19 cho các nước khác trên thế giới, nhưng tình hình hiện nay thật bi đát. Chính phủ Hàn Quốc đang vật lộn và cố gắng cân bằng giữa việc kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ nền kinh tế, giữa sử dụng quyền lực của chính phủ để bảo vệ người dân và đảm bảo quyền tự do dân chủ. Theo thống kê của trường Đại học John Hopkins Mỹ, tính đến ngày 3 tháng 9, Hàn Quốc có 20.644 ca COVID-19 và 329 trường hợp tử vong. Trước đó, ngày 16 tháng 8, nước này ghi nhận 279 ca mới trong 24 giờ, con số cao nhất kể từ tháng 3. Số ca mắc COVID-19 tăng lên hàng ngày không phải là dấu hiệu đáng báo động duy nhất. Tỷ lệ bệnh nhân không xác định được nguồn lây nhiễm cũng tăng từ 10% trong nửa đầu tháng 8 lên 21% nửa cuối tháng 8. Điều này làm dấy lên lo ngại cho các cơ quan y tế là đang mất dần sự kiểm soát. Thưa quý vị, bản tin cuối cùng liên quan đến việc Hàn Quốc đang vật lộn với làn sóng COVID-19 thứ hai bùng phát mạnh liệt tại đất nước này đã kết thúc cái bản tin hay là cái mục thế giới ngày nay chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy rằng các video của chúng tôi là hữu ích, xin mời quý vị đăng ký like, share để ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể quý vị và các bạn rất nhiều.